Hello, hello, kênh bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ. Xin kính chào đến cô chú anh chị. Hôm nay em qua em review căn nhà tại hẻm 1942 thông qua 1982. Nhà sổ hồng riêng, diện tích thì ngang 3, dài 12 m, nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Giá chủ nhà muốn bán giá là 2 tỷ 400 triệu nha anh chị. Đó là hẻm thông qua 1982. Bên đây là mình ra 1942 thì cách hẻm xa hơi khoảng 50 m. Chủ nhà muốn bán giá là 2 tỷ 400 triệu, còn thương lượng chính chủ, nhà thì sổ hồng riêng, cũ hỗ trợ vay ngân hàng luôn. Đây là cái sân ở trước nhà nè, đây sân trước, sân rất rộng rãi, ngoài cửa sắt rồi có sân để xe riêng, trong nhà thì cửa nhôm si pha bóng kính. Nhà thì ngay trung tâm thị trấn Nhà Bè, cách chợ Phú Xuân khoảng 500 m, đi ra chợ quận 7 chưa quá 10 phút nha anh chị, vô trung tâm quận 1 tầm 25 phút thôi. Bên trong nhà thì sofa rồi BBC giả gỗ, trên phòng lầu 1 thì hai phòng ngủ đầy full hết nội thất nha anh chị, máy lạnh, giường ngủ, tủ áo, rồi bàn trang điểm đầy đủ. Đây là dưới tầng trệt thì em quay cặn kẽ của chú anh chị mình xem. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại 0913781712, Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em quay cặn kẽ của chú anh chị mình xem. Trong lúc quay có gì đó sơ sót cô chú anh chị xem thông cảm cho em chuyên bán nhà Nhà Bè và quận 7 nha anh chị. Đây không gian sau nè, đây không gian sau là nhà bếp nha anh chị. Nhà bếp thì cuối nhà là nhà vệ sinh. Đây không gian tủ kệ bếp đầy đủ, lớp đá chạy vòng qua. Bên đây là mình để máy giặt nha anh chị, rất là rộng rãi tiện lợi. Cuối nhà là nhà vệ sinh, đây mình không gian chỗ này mình có cửa sổ nè, hẻm hông rất là đẹp. Nhà thì diện tích thì ngang 3, dài 12, nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 2 tỷ 400 triệu, còn thương lượng chính chủ. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng luôn nha anh chị. Thị trấn Nhà Bè thì còn đúng căn nhà này sổ hồng riêng là giá rẻ nhất nha anh chị. Anh chị mua không kịp là rất là ổn. 2 tỷ 4 còn thương lượng chính chủ. Nhà thì sổ hồng riêng, mua bán tại phòng công chứng nhà nước bất cứ lúc nào cũng được hết. Thanh thì thanh gỗ, kiến kiến cường lực. Mình đi lên lầu 1 thì có hai phòng ngủ nha anh chị. Đây là lên đây là lầu 1 nè. Nhà thì chủ nhà là làm full nội thất nha cô chú anh chị mình luôn. Đây là nhà vệ sinh chính giữa, hai phòng hai bên, có gắn giường ngủ, máy lạnh rồi sẵn hết rồi. Đây nhà vệ sinh chính giữa, nhà hướng chính hướng đông nha anh chị. Đây tủ áo nè, bàn trang điểm rồi rất là đầy đủ nha anh chị. Cửa thì cửa gỗ nè, máy lạnh. 2 tỷ 400 triệu còn thương lượng chính chủ. Nhà thì sổ hồng riêng, có căn nhà nhỏ xinh tại thị trấn Nhà Bè nha anh chị, cách quận 7 nó khoảng chừng không quá 10 phút. Đây là mình có máy lạnh Furikin máy mới nha anh chị, nhà thì nhà mới của chú anh chị mua về chỉ dọn vô ở thôi. 2 tỷ 400 triệu mình sở hữu ngay căn nhà tại quận 7 nha anh chị. Đây phòng trước phòng nữa, nhà hướng chính hướng đông. Thì phòng trước thì phòng rộng hơn, phòng sau nó hơi nhỏ, cũng máy lạnh, cũng giường ngủ, tủ áo, bàn trang điểm nha anh chị. Đó, rèm cửa có sẵn hết, bên đây cửa sổ nha anh chị. Đây là ban công của lầu 1 nè. Đó, ban công rất rộng lớn nha anh chị, nhà ăn chính hướng đông. Em quay cặn kẽ anh chị mình xem để cô chú anh chị đỡ mất thời gian mà để mình đi xem nhà nha anh chị. Nhà thì ngay trung tâm thị trấn Nhà Bè. Giá 2 tỷ 4 anh chị sở hữu ngay căn nhà giá rẻ nhất thị trấn Nhà Bè, sổ hồng riêng nha anh chị. Em xin nhắc lại của chú anh chị, nhà ở hẻm 1942 thông qua 1982, nhà thì diện tích ngang 3, dài 12 m, nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh nha anh chị. Giá chỉ có 2 tỷ 400 triệu, nhà muốn bán giá là 2 tỷ 400 triệu còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại 0913781712, Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em chuyên bán nhà Nhà Bè và quận 7 nha anh chị. Giá nhà này rất rẻ, rất tốt,